Chào mừng anh em đã tới với Góc Arsenal. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Và trước khi tới với những tin tức nóng nhất ở trong 24 giờ qua của đội bóng thân yêu, hãy like và subscribe để ủng hộ kênh anh em nhé. William Saliba là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Arsenal mùa này, là nền tảng giúp đội bóng của Arteta chậm chẽ nâng ngôi đầu của bảng xếp hạng Premier League trước khi World Cup khởi tranh. Saliba hoàn toàn xứng đáng được gọi vào đội tuyển Pháp cho chiến dịch World Cup 2022 của họ tại Qatar. Cầu thủ 21 tuổi này đã có 7 lần khoác áo đội tuyển Pháp và có thể góp mặt trong trận mở màn World Cup gặp Úc vào ngày 22 tháng 11 sau khi Kimpembe bị loại khỏi giải đấu vì chấn thương. Khi được yêu cầu kể tên những cầu thủ Arsenal nổi bật nhất tại World Cup, Silvestre nói: "Có thể là Saliba vì giờ Kimpembe đã nghỉ thi đấu, tôi nghĩ cậu ấy có cơ hội thực sự để đá chính với Rafael Varane. Nó sẽ tiếp nối màn trình diễn ấn tượng của cậu ấy từ đầu mùa. Tôi nghĩ Saliba có thể gây bất ngờ lớn và tiếp tục ở đẳng cấp mà cậu ấy đã thể hiện tại Premier League." Silvestre cũng tin rằng việc Pháp thiếu kinh nghiệm với những cầu thủ chủ chốt bị chấn thương có thể cản trở cơ hội của họ tại Qatar. Pogba, Kanté và Kimpembe vắng mặt, đó là ba cầu thủ xuất phát ở trận chung kết năm 2078 và ở những vị trí mà chúng tôi không thực sự mạnh. Sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, Klopp nhiều khả năng sẽ tăng cường quân tiếp viện trong tháng 1/2023 để hy vọng có thể vào top 4 ngoại hạng Anh và tiến sâu tại Champions League. Với việc Firmino hết hợp đồng vào cuối mùa giải, Liverpool có thể đang xem xét tìm kiếm người thay thế tiền đạo người Brazil. Đội bóng thành phố cảng đã đưa tiền đạo Chukwueze của Villarreal vào tầm ngắm. Họ có thể gửi lời đề nghị đến đội bóng Tây Ban Nha vào tháng 1 năm 2023. Lữ đoàn đỏ chỉ chấp nhận chi 25 triệu euro cho thương vụ này. Ngoài Liverpool thì Arsenal cũng muốn có cầu thủ sinh năm 99. Huấn luyện viên Arteta cũng muốn có thêm một lượt trận chất lượng trên hàng công để tăng khả năng cạnh tranh trên nhiều mặt trận. Mùa giải năm nay, cầu thủ người Nigeria đã có 13 lần ra sân tại La Liga. Anh là mẫu cầu thủ đa năng khi có thể chơi ở nhiều vị trí ở bên cánh phải. Ngoài vị trí tiền đạo phải, cầu thủ 23 tuổi còn có thể đá tiền vệ phải hoặc là hậu vệ phải. Chukwueze được cho là sẵn sàng rời Villarreal nếu nhận được một lời đề nghị tốt. Với tốc độ và sức mạnh, anh hoàn toàn có thể tỏa sáng tại Premier League. Noah Okafor đang có phong độ tốt trong máu của Sabuk mùa này khi ghi 10 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trong đó có 3 pha lập công. Okafor ghi vào lưới của Chelsea, AC Milan và Dynamo Zagreb tại sân chơi Champions League. Trong khi đó, Benjamin Sesko, chân sút cực hot của Sabuk kể từ đầu mùa giải, mới chỉ có được 5 pha lập công ở sân chơi quốc nội. Đó là lý do tại sao các đội bóng như Arsenal, Chelsea và West Ham đang hỏi mua Okafor vào tháng riêng này. Về phía Sandberg, họ đang yêu cầu mức phí chuyển nhượng 35 triệu euro cho tiền đạo, có khả năng chờ cả 3 vị trí trên hàng công này. Ngoài ra, với việc Chelsea cũng đang theo đuổi Okafor, Arsenal có thể cần phải hành động nhanh chóng để cố gắng đạt được một thỏa thuận ngay trong tháng riêng. Chính mình cho rằng huấn luyện viên Arteta rất kết tuyển thủ người bờ biển Nga, Wilfried Zaha. Giờ đây có thêm một thông tin từ Crystal Palace khiến cho pháo thủ đang mở cửa trong bụng. Cụ thể, theo tiết lộ từ Daily Mail, Crystal Palace đã liên hệ với Flamengo về trường hợp của cầu thủ chạy cánh Matheus Franca, người cũng đang được Real Madrid và Man City săn đón. Báo cáo nói rằng Crystal Palace sẵn sàng chi ra 15 triệu bảng cho cầu thủ 18 tuổi này để thay thế vị trí của Zaha trong tương lai. Thông tin này xuất hiện sau thông tin cơ hội để Zaha ở lại Crystal Palace đang thấp dần, vì cầu thủ người bờ biển Nga vẫn chưa trả lời dứt khoát về câu chuyện hợp đồng mới với tờ Daily Mail. Sẽ có một món hời mà Arsenal, họ có thể chiêu mộ Zaha theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 7 năm sau. Tiền đạo người Serbia Dusan Vlahovic đã từ chối những lời đề nghị béo bở từ Arsenal và các lớn khác tại Premier League để kết đồng với Juventus vào tháng 1 năm 2022 với mức phí chuyển nhượng khoảng 80 triệu euro. Lý giải việc Vlahovic từ chối Arsenal với La Gazzetta dello Sport, người đại diện của anh, Darko Ristic đã cho biết: "Đúng là có nhiều câu lạc bộ khác quan tâm, nhưng Juventus là Juventus, một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Có vẻ như đó là lựa chọn tốt nhất ngay từ đầu và chúng tôi đã không thay đổi suy nghĩ của mình về điều đó." Lúc này, tuyển Serbia của Vlahovic đang được kỳ vọng sẽ trở thành người ô ở kỳ World Cup này. Theo đó thì Serbia sẽ nằm chung bảng với Brazil, Thụy Sĩ và Cameroon. Nói đồng nghĩa, Vlahovic sẽ đối đầu với người đồng đội tại Juventus, Danilo ở trận khai mạc. Arsenal đang có khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng. Sau 14 trận đấu, họ đang dẫn đầu cuộc đua Premier League
với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp sau, Man City. Với những tín hiệu tích cực, pháo thủ có lẽ không chỉ dừng mục tiêu cạnh tranh mùa này ở top 4. Nhiều đồn đoán cho rằng thượng tầng câu lạc bộ sẵn sàng chi tiền ở phiên chợ đông để giúp Arteta có thể đua vô địch. Và bên cạnh những cái tên đáng chú ý trên mặt tấn công cũng như hàng tiền vệ, tờ Tuto Odinizie mới đây có tiết lộ thông tin cho biết pháo thủ còn muốn tăng cường chiều sâu ở khu vực phòng tuyến. Cụ thể, nhật báo trên tiết lộ rằng Arsenal sẵn sàng chi ra 12 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Rodrigo Becao của Odinizie. Ngôi sao người Brazil gia nhập Odinizie vào năm 2019 từ câu lạc bộ FC Bahia và nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt nơi đây. Mùa giải năm nay, Becao đã có 9 lần ra sân tại Serie A, đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1m91 cùng khả năng tranh chấp ổn, Becao đang được xem như là phương án xoay tua hiệu quả với cặp đôi William Saliba và Gabriel Magalhaes. Tuy nhiên, Arsenal không phải là đội bóng duy nhất chú ý tới mục tiêu này. Và vừa rồi là tất cả những thông tin nóng nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ qua. Nếu thấy video này hay thì anh em đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.